Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại quận Cam, khu vực có đông người Việt sinh sống ở Mỹ, đáp yêu cầu từ chức hôm 3 tháng 9 sau hành động ca ngợi ông Hồ Chí Minh. Hôm 30 tháng 8, ông Jeff LeTourneau đăng trên Facebook bài viết có đoạn nói rằng Hồ Chí Minh đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói, bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam. Bài viết dù đã được gỡ xuống sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, đã khơi mào làn sóng chỉ trích và yêu cầu ông từ chức. Ông LeTourneau xin lỗi công khai về bài đăng, nhưng thoạt đầu từ chối yêu cầu từ chức. Ông không cho biết lý do thay đổi ý định khi chấp nhận. Thông cáo về việc từ chức của ông LeTourneau, Đảng Dân Chủ tại quận Cam dẫn thư cáo lỗi của ông viết rằng trong những ngày qua, tổn thương mà chế độ độc tài Hồ Chí Minh đã gây ra cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta khiến tôi nhìn thấy rất rõ, và rằng tôi hy vọng việc tôi từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ sẽ là bước đầu tiên trong việc hàn gắn và hòa giải các cộng đồng của chúng ta.